Chào các bạn, video này Tâm sẽ quay cái chi tiết cụ thể nhất cho những bạn mà viền cơ bản ha. Vì Tâm nhận được một câu hỏi là Tâm có thể hướng dẫn viền cơ bản hay không. Thực ra thì cái viền thiêu viền này là Tâm đã hướng dẫn hai video rồi, nhưng có lẽ các bạn chưa hiểu cho nên thôi Tâm làm lại một cái video, thêm một cái video mới. Đây, bây giờ Tâm vô thẳng vấn đề ha. Cái video này thì chỉ là cơ bản cho nên những bạn và những chị nào đã biết và đã rành rồi có thể lướt qua giúp Tâm ha. Rồi, đây là video cơ bản, những bạn nào chưa biết viền thì các bạn ở lại xem kỹ nha. Các bạn xem từng cái, xem hết video lần lượt từng cái video giùm Tâm, đừng có lướt qua nha. Các bạn bấm lướt qua, đôi khi những cái phần mà quan trọng Tâm nói các bạn sẽ bỏ qua mất á. Ở trên màn hình các bạn thấy thì Tâm đã để sẵn vào khung cái vải Phật cần viền là con bướm này nè, vào khung rồi. Cho nên khi mà các bạn thêu viền, tranh của các bạn có viền á, thì các bạn chịu khó gắn vào trong khung để viền nha, không viền tay nha. Phải gắn vào khung viền thì cái đường viền của các bạn nó mới thẳng được. Còn nếu các bạn cầm tay viền á, thì chưa ở cái mức độ thêu đẹp hay nâng cao, mà nếu như các bạn cầm tay không mà viền thì cái mũi viền của các bạn sẽ xấu. Nó dẫn tới tình trạng là các bạn càng viền càng thấy xấu thì các bạn sẽ bỏ ha. Rồi, các bạn nhìn trên màn hình là cái phần này là phần con bướm nè, cần viền nè. Thì tranh cần viền hay không thì Tâm có hướng dẫn rồi ha. Các bạn có thể xem lại những cái video trước nha. Còn cái phần thêu viền là các bạn phải lấy cái tờ hướng dẫn ra giùm Tâm. Lấy cái tờ hướng dẫn này, các bạn xem trên cái tờ hướng dẫn á, để viền qua vải. Phần vải thì các bạn chuẩn bị gắn vào trong khung sẵn cho Tâm đi ha. Rồi, lấy cái tờ hướng dẫn ra, vị trí cần viền đây. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái phần mà ký hiệu. Ở đây nè, các bạn có thể thấy ha. Các bạn có thể thấy là ký hiệu viền nè, yêu cầu viền nè. Yêu cầu viền của cái mẫu của Tâm nè là một cái đường màu đen và một cái đường màu trắng. Cái số chỉ thứ tự là số 05 và cái chỉ thứ tự là 17. Ở dưới đây là mã chỉ nha. Khi nào thiếu các bạn mới mua thôi, mới dùng tới cái mã chỉ thôi. Đây là số 05. Thì bây giờ Tâm nhìn ở trên cái miếng vải nè, cái phần viền, đường viền này nè, là màu đen. Màu đen thì Tâm sẽ lấy chỉ ở cái ô màu đen. Đây người ta gặp viền nè, màu đen ha. Lấy chỉ ở số thứ tự 05. Nếu như cái chỗ viền này người ta vẽ đường trắng như thế này thì mới lấy chỉ ở số 17 thôi. Còn người ta vẽ đường viền màu nào thì các bạn so lên cái tờ hướng dẫn màu đó và lấy chỉ ở số ở trên ha. Rồi, ở của trên bức tranh của Tâm là màu, cái viền này người ta vẽ là màu đen. Các bạn có thể nhìn ở trên cái tờ hướng dẫn luôn cho nó dễ. Các bạn lưu ý một điều là các bạn thêu xong chữ thập mới viền tranh, mới nhìn tờ hướng dẫn mà viền tranh nha. Đây, ở cái tờ hướng dẫn này nó vẽ một đường màu đen nè, nó vẽ đường màu đen nè. Thì ở cái phần này thì Tâm sẽ chọn là đường viền màu đen và chỉ số 05. Rồi, chỉ số 05 trên bảng chỉ của Tâm sẽ là màu này. Đây là số 05 nè. Thì bây giờ Tâm lấy chỉ số 05 ra nha. Nếu như vải của các bạn là theo chỉ 3, các bạn theo chỉ 3 thì các bạn sẽ viền là chỉ 2 nha. Ở đây Tâm có sẵn rồi, có sẵn 2 sợi nè. Tâm lấy 2 sợi sẵn ra nè, 2 sợi nè. 2 sợi nè nha. Là sẽ viền chỉ 2. Theo chỉ 3 thì viền chỉ 2. Theo chỉ 2 thì viền chỉ 1. Theo chỉ 4 thì viền chỉ 3. Rồi các bạn nghe kỹ ha, nhớ nha. Theo chỉ 3, tranh của Tâm đang theo là theo chỉ 3, cho nên Tâm sẽ viền là chỉ 2. Đây, chỉ 2 khi Tâm xỏ vô. Xỏ le đàng hoàng ha, không có hai gặp đôi nha. Chỉ 2 là chỉ 2 nha, chứ không có hai gặp đôi nha. Hai gặp đôi là chỉ 4 rồi nha các bạn, nha các tình yêu. Đây, bây giờ Tâm sẽ để cái tờ hướng dẫn đúng với cái hướng của con bướm y chang như thế này đây. Để làm chi? Để các bạn so cái đường viền nhìn từ bên đây qua bên đây không bị nhầm ha. Rồi,
Rồi các bạn xem xem cận ha. Bây giờ Tâm để cận luôn nè. Thì cái phần lưu ý nè, khi các bạn mà dấu chỉ thì các bạn sẽ vẫn dấu như khi các bạn theo chữ thập nha. Cái phần dấu chỉ Tâm sẽ lược qua để cái đoạn video nó ngắn xíu. Thì khi các bạn nhìn thấy được cái đường viền nè, cái đầu ở đường viền á, cái chỗ nào các bạn cảm thấy nó dễ thêu nhất, dễ lên kim nhất thì các bạn cứ thêu thôi. Không bắt buộc và cũng không nhất định là ở cái vị trí nào nha. Các bạn lên kim ở vị trí nào cũng được hết. Vì tranh của Tâm á, Tâm thấy ở cái đường viền, đầu đường viền phía ngoài nè, Tâm dễ nhìn và dễ lên hơn, dễ lên kim hơn, cho nên Tâm lên đầu tiên. Đây, cái chỗ này là Tâm đã dấu chỉ rồi và lên kim nè. Rồi bây giờ ở đường ngoài này là ở trên vải mình thấy đúng không? Mình thấy thì mình cứ theo theo ở trên vải thôi, mình khỏi còn nhìn. Cái chỗ nào các bạn không thấy thì các bạn cứ nhìn qua cái tờ hướng dẫn và để cái tờ hướng dẫn sát bên như thế này giùm Tâm nè. Khi các bạn đâm xuống này các bạn thấy không? Tâm đã đâm xuống rồi đó. Rồi Tâm đâm xuống một đoạn ha, đâm theo cái đoạn người ta vẽ nha các bạn, người ta vẽ như thế nào các bạn cứ đâm theo như vậy cho Tâm. Đâm xuống như vậy cho Tâm. Bây giờ Tâm đâm lên ở chỗ này nè, vị trí này nè. Thì chỗ này các bạn thấy ha, nó thành một cái đường thẳng này nha các bạn lưu ý nè, nó là một đường thẳng. Thì các bạn cứ đâm lên vị trí đó, đâm lên và theo một cái đường thẳng cho Tâm. Đó là đi viền. Và viền này là Tâm đang viền chỉ hai đó, các bạn đem xuống cho nó gần với nhau ha. Tiếp tục ở đây vị trí này thì Tâm có được như thế này đây, sát là Tâm thấy. Người ta vẽ tới đâu các bạn lưu ý nè, người ta vẽ tới đâu các bạn theo tới đó thôi, còn cái chỗ nào người ta không có vẽ các bạn không có theo nha. Không có viền nha. Các bạn viền lung tung là nó không ra hình đó. Đó. Đây. Rồi Tâm đâm xuống y như vậy ha. Rồi kế bên chỗ này là có một cái đường lên nối nè. Thì bây giờ Tâm lên ngay chỗ này, vị trí này. Sau đó Tâm đâm xuống ở đây. Ở cuối cái đường. Tâm đang dùng kim đứt để đi viền luôn. Cái đầu nó hơi tù cho nên nó không có nhọn như cái không có kim nhọn, không xài kim nhọn nên nó không có dễ đâm lủng vải được. Tâm xài cái loại kim tù tù này nè, kim đứt. Nè các bạn thấy ha, cuối đường viền nè. Thì Tâm sẽ đâm cuối đường viền nó ở ô này ha. Rồi bắt đầu ở đây có một cái đường thẳng xuống. Thì bây giờ Tâm sẽ lên kim ở chỗ này. Đó. Và nó chỉ có một ô thôi nè các bạn thấy không? Chỗ Tâm đang vẽ nè. Rồi các bạn xuống kim chỗ đó cũng một ô, đúng một ô như vậy cho Tâm. Vị trí này chúng ta sẽ lên nè. Nè. Đúng lý ra viền là viền Tâm viền tay trái. Tại thiếu khung cho nó dễ á, nhưng mà cái đèn nó bị nghịch tay thì các bạn không thấy cho nên bây giờ Tâm theo một tay luôn. Đây. Các bạn cứ theo như bình thường nhưng mà các bạn lưu ý khi các bạn kéo cái đường viền á, nếu cái đường viền của các bạn ngắn, các bạn kéo vừa thôi nha. Nhớ là đường viền này kéo vừa cho nó ôm sát thôi. Các bạn đừng có gỉ mạnh quá, cái đường viền của các bạn nó nằm ở dưới cái đường thêu luôn á nha. Sẽ không còn thấy cái đường viền của các bạn nữa. Nè, phần này thì 111 không nè các bạn thấy ha. Thì bây giờ cái cầu thang đi, Tâm coi như nó cầu thang đi ha. Đó, 111 không, bây giờ các bạn chỉ cần thêu 111 thôi, lên và xuống. Nhớ trong đầu ha. Và nhớ lưu ý là Tâm lặp lại là để thêu được viền thì các bạn phải thêu chữ thập xong hết mới đi viền. Bức tranh của các bạn thêu xong cái khu vực đó hết, thêu xong rồi á mới thêu viền nha, chứ không phải là thêu viền trước nha. Thêu viền trước các bạn thêu chữ thập lên đè mất tiêu rồi còn đâu nữa cái đường viền. Vậy thì người ta kêu các bạn viền để làm cái gì, đúng không? Rồi các bạn có thể về cơ bản là như thế này thôi chứ đâu có cơ bản gì nữa các bạn. Tâm đã làm cái video này là video thứ ba rồi đó. Rồi các bạn xem kỹ ha, có gì cần lưu ý thì Tâm báo với các bạn ha. Khi chỉ các bạn xoăn lại nè, các bạn nhớ là xoay kim để cho chỉ nó bung ra nha. Chỉ bung ra song song rồi nhìn nó mới đẹp. Các bạn nhớ nhớ em Tâm là tới đây rồi nè, thấy không? Cái đường viền người ta vẽ ở trên cái tờ hướng dẫn bao nhiêu ô thì các bạn thêu bấy nhiêu ô, không được thêu quá nha.
Ở đây nè, nó vẽ cái đường viền tiếp theo nè, nó vẽ cho Tâm là 2, 4, 7 ô đúng không? Tâm sẽ kéo chỉ lên hết thêu 7 ô, chứ Tâm không có thêu, vì để tiết kiệm chỉ thì Tâm sẽ thêu cái đường ngắn trước. Để Tâm đi qua đây nè, thêu cái đường 7 ô đó ha. Là nè, Tâm sẽ kéo xuống 7 ô luôn á, chứ Tâm không có bỏ ô, cũng không kéo hơn, không kéo ngắn hơn luôn nha các bạn. Các bạn nhớ lưu ý một điều là nó vẽ bao nhiêu ô nè. Ở đây Tâm có một cái đoạn 2 ô đúng không? Tâm sẽ đâm kim lên và thêu cái đoạn 2 ô này. Đây. Các bạn nhớ lặp lại, Tâm lặp lại một lần nữa là đường viền người ta vẽ bao nhiêu ô, các bạn sẽ kéo chỉ thêu bấy nhiêu ô. Nè, thêu tới đây 1, 2, 3 ô đúng không? Ở chỗ này là giao nhau rồi, thì nhìn lên đây là 3 ô đúng không? Bắt đầu 1, 2, 3, tới đây là đâm kim xuống. Các bạn thấy à, đó. Rồi bắt đầu nó sẽ có một ô ngang và một ô dọc nữa, thì mình sẽ lên kim đúng một ô, vị trí một ô của nó, để mình thêu một ô ngang và một ô dọc nữa là sẽ hết cái đường viền này, cái phần đường viền đậm đó. Nếu như cái đường viền người ta vẽ mà nó không nằm ngay cái lỗ vải là này nè, thì các bạn vẫn phải thêu y như cái đường viền người ta vẽ cho các bạn nha. Vẫn thêu đúng cái đường viền đó, cho dù có đâm giữa vải cũng vẫn thêu nha các bạn. Thì cái phần đường viền á, nó không nhất định là nó phải nằm ngay cái lỗ vải đâu. Tùy theo tranh, tùy theo hình nha các bạn, chứ nó không có nhất định là phải nằm ngay lỗ vải đâu ha. Thì như cái mẫu của Tâm nè, mẫu này dễ nè, tại vì nó nằm ngay lỗ vải. Khi mà đâm xuống thì nó ngay lỗ, nó dễ hơn, dễ lên dễ xuống. Cho nên lưu ý thêm một điều nữa, nếu đường viền của các bạn nằm giữa vải cứ đâm cho Tâm. Cứ đi theo đúng cái đường viền này thôi, còn ngoài ra nó nằm không ngay lỗ vải hay là nó nằm ở trên cái vị trí nào kệ nó. Không quan trọng nha các bạn, cái đó không quan trọng, mà quan trọng là các bạn phải đi đúng vị trí viền, vị trí người ta vẽ cho các bạn, vị trí in trên vải, in trên giấy nè đó, theo đúng cái vị trí in trên giấy cho Tâm ha. Về đường viền là như vậy á, đường viền cơ bản là như vậy. Còn thêu thì chừng nào thêu chữ thập á, mới là yêu cầu á, đâm đúng cái lỗ vải. Ôi nãy giờ Tâm lấy ngón tay Tâm che ánh sáng hết trơn. Rồi Tâm tới vị trí này nè đúng không? Đó, vị trí này người ta vẽ đường viền chỉ có 4 ô thôi, thì Tâm cũng sẽ kéo chỉ và đâm xuống 4 ô thôi. Đây 4 ô nè, 4 ô thì Tâm sẽ đâm xuống 4 ô, không đâm nhiều hơn cũng không đâm ít hơn. Các bạn mà đâm kim ít hơn là nó bị mất cái vị trí viền của các bạn á, nó xấu á. Chỗ này có 1 ô nè. Cái vị trí này nhìn kỹ lại, nó là nguyên một cái đường nối chứ. Đây, nguyên cái đường nối thì mình phải đâm từ đầu ngoài vô tới đây luôn nha. Đó. Ở trong đây 3 ô đúng không? Từ 1, 2, 3 rồi đâm xuống. Cái đường viền này thật ra các bạn nói nó khó chứ Tâm thấy nó dễ cực kỳ luôn á. Thiệt luôn á các bạn. Tại sao? Tại vì á, ở trên vải, trên trên tờ hướng dẫn á, người ta vẽ thế nào thì các bạn viền y vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Chỉ nhìn và nhớ là các bạn bao nhiêu ô thôi, 1, 2, 3, 4. Thì các bạn đâm kim xuống nè, xuống bao nhiêu ô thôi, đâm đúng vị trí của đường viền người ta vẽ là ok rồi. Rồi để viền được một bức tranh, bây giờ Tâm túm lại nha. Tâm túm lại để viền một bức tranh, đầu tiên là các bạn thêu xong tranh, thêu vị trí cần viền xong hết rồi các bạn mới thêu viền. Rồi tiếp theo là nếu như các bạn thêu chữ thập chỉ 3 thì các bạn đi viền chỉ 2, nếu thêu chữ thập chỉ 4 thì các bạn đi viền chỉ 3, nếu các bạn thêu chữ thập chỉ 2 thì đường viền sẽ là chỉ 1. Tiếp theo, điều lưu ý tiếp theo là các bạn nhìn trên tờ hướng dẫn
Vị trí người ta vẽ cái màu gì thì lấy số thứ tự chỉ lấy chỉ ở số thứ tự đó. Rồi, một điều nữa là đường viền ở trên cái tờ hướng dẫn người ta vẽ cho các bạn dài bao nhiêu, ngắn bao nhiêu hay như thế nào thì các bạn phải đi y như vậy, nó dài bao nhiêu, nó cao bao nhiêu, nó ngang bao nhiêu hay gì đó, bao nhiêu ô các bạn vẫn phải theo như vậy. Tiếp theo, đường viền người ta vẽ mà không ngay cái lỗ vải thì các bạn vẫn phải đâm xuống giữa cái vải. Vẫn phải thêu nha, cũng vẫn phải viền y như cái đường viền ở trên tờ hướng dẫn. Không nhất định là cái đường viền đó nó sẽ nằm ngay cái lỗ vải, các bạn lưu ý ha. Rồi, còn túm lại là còn chỗ nào túm nữa không ta? Còn túm chỗ nào nữa không ha? Rồi, về cơ bản là như vậy. Còn các bạn nào mà nâng cao rồi á, quá ok rồi thì Tâm không dám bàn nha. Tại vì Tâm theo chỉ là theo cơ bản thôi. Và Tâm cũng chia sẻ những cái cơ bản mà Tâm biết thôi. Ngoài ra nâng cao quá thì Tâm không biết rồi đó. Đó. Thì các bạn nhìn sơ sơ, nhìn nhìn cái hình Tâm đang viền nè ha. Các bạn có thể thấy được Tâm viền nó, cái đường viền của Tâm cần viền nó như thế nào. Vị trí này nè, vị trí Tâm đang viền này, các bạn thấy cái đường viền của nó sẽ là 5 ô. Thì bây giờ Tâm cũng sẽ đâm là 5 ô. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Nhớ nha các bạn, 5 ô thì chúng ta sẽ đâm 5 ô luôn, đâu có gì đâu. Rồi, 1, 1, 1 nè. Chỉ của Tâm cũng gần hết rồi. Tâm xong cái này chắc Tâm cũng sẽ ốp. Rồi, các bạn cần lưu ý, cần hỏi thêm gì thì cứ bình luận ở dưới video thì Tâm sẽ sắp xếp thời gian quay cho các bạn ha, quay chia sẻ cho các bạn. Cái phần viền là như vậy, cái đường viền không quá siết mạnh và các bạn chỉ kéo vừa thôi, kéo vừa thôi, cái lực kéo của mình nó vừa thôi. Nó vừa ôm với ô vải là ok. Còn các bạn siết mạnh nó mất tiêu cái dấu nha. Rồi. Cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi và cũng cảm ơn các bạn đã có những thắc mắc chia sẻ thời gian qua với Tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Tâm cho đến ngày hôm nay. Thật sự là cũng rất là vui khi các bạn theo dõi rồi có những cái bình luận cũng như có những cái lời chia sẻ của các bạn. Tâm cảm thấy rất là vui luôn. Các bạn thêu được tranh á. Có những bạn thêu được tranh. Xem cái video của Tâm mà các bạn thêu được tranh, Tâm thật sự cũng rất là vui. Rồi. Bye bye các bạn và chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.